mạnh mẽ nay cũng đành buông thả xuôi.
cần lao vất vả, xin đất ấm ươm mầm cây nảy lá, xanh ngắt xanh từng luống cải cha gieo. Xin cuộc đời một khúc hát trong veo, cho cha vui thấy đoàn con khôn lớn. Niềm mơ ước một đời cha ấm ủ, là con thơ đẹp tròn giấc. Giọt mồ hôi cùng cha nâng cánh diều tuổi thơ bay cao giữa khung trời quê hương mến thương yêu này. Xin đừng như cơn gió theo mây dòng chơi bồn buồn lạc mất yêu thương. Hãy subscribe.
giọt mồ hôi cùng cha nâng cánh diều tuổi thơ bay cao giữa khung trời quê hương mến thương yêu này. Xin đừng như cơn gió theo mây dòng trời buồn buồn lạc mất yêu thương. Xin đừng như cơn gió theo mây dòng trời buồn lạc mất yêu thương. Ô xin Chúa hôn làm gió nhẹ lối
dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện sau đây, hầu cho người còn sống được ơn nâng đỡ, cho kẻ qua đời được ơn cứu thoát và được hưởng hạnh phúc muôn đời. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bi tích thánh tẩy mà làm cho linh hồn ta minh được trở nên con thần của Chúa. Xin Chúa đón nhận linh hồn ta minh vào nước hằng sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha đất nhân từ, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn ta minh. Ước gì ngày sau hết, con cái Chúa là linh hồn ta minh được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn ta minh được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ta minh. Mẹ, vòng trăm năm bao giờ thấy, cù lao chín chữ dạt dào dòng lệ biết bao mùi. Hôm nay cha đã ra đi thật rồi, cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như thái sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương, đón cha đi về hướng lòng thanh nhàn. Bù đắp nỗi đau cuộc đời đã qua, tận tụy sớm hôm để lo chu toàn dưỡng dục con cái tiếp theo đạo lành. Hôm nay con mất cha thật rồi, con mất cha thật rồi, không tìm gặp được nơi đâu. Cha con xa cách không bên bờ, biên giới thật xa mờ. Cha vội ra đi, con biết ai cậy nhờ. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương, đón cha đi về hướng lòng thanh nhàn. Bù đắp nỗi đau cuộc đời đã qua, tận tụy sớm hôm để lo chu toàn dưỡng dục con cái biết theo đạo lành. Bố đã mất rồi, tưởng vòng trăm năm bao giờ thấy, cù lao chín chữ dạt dào dòng lệ biết bao nuôi.
tìm đâu tiếng nói của người, êm êm âu yếm qua lời nhủ khuyên. Dáng hình cha mới khó quên, làm sao con được sống bên cha ngoài. Hôm nay cha đã ra đi thật rồi, cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương, đón cha đi về hương lòng thanh nhang. Cha hỡi cha ơi, cha là đường chỉ lối cho con. Trong cuộc đời nhiều lúc phong ba, bóng đêm sợ hãi. Cha hỡi cha ơi, trong cuộc đời nhiều lúc vắng cha, con ngậm ngùi và thấy bâng khuâng, nhớ thương ngập cõi lòng. Cha tôi đã mất, nhưng tình người còn mãi trong tôi. Bao nhiêu thương nhớ, nhưng giờ này lòng vẫn an vui. Biết tình người rộng rã khôn nguôi, những lời người còn mới trên môi dẫn soi đời tôi. Cha tôi đã mất, nhưng tình người chẳng khắp núi sông. Ai đông ai đến, hết từng ngày người sống cho tôi. Tiếng gọi mời đền đáp ơn cha, có cuộc tình thật rất bao la hài hòa. Những lúc cô đơn, con càng buồn vì vắng xa cha. Con tìm người ở chốn phương xa, có ai bằng cha. Đôi mắt rưng rưng, hai hàng lệ thương nhớ u sầu. Con nguyện cầu ngày sống bên cha, trong cõi vĩnh hằng. Cha tôi đã mất, nhưng tình người còn mãi trong tôi. Bao nhiêu thương nhớ, nhưng giờ này lòng vẫn an vui. Biết tình người rục rã khôn nguôi, những lời người còn mới trên môi dẫn soi đời tôi. Cha tôi đã mất, nhưng tình người tràn khắp núi sông. Ai đông ai đến, hãy từng ngày người sống cho tôi. Tiếng gọi mời đền đáp ơn cha, có cuộc tình thật rất bao la hài hòa. Cha vẫn bên con suốt cuộc đời, bằng lời nhủ khuyên dạy bảo, bằng tảo tần để nuôi con, cho con thành thân thành nhân. Con vững tin rằng dù khi cha đã khuất, cha
vẫn luôn bên con. Cha hỡi cha ơi, cha là đường chỉ lối cho con. Trong cuộc đời nhiều lúc phong ba, bóng đường trong trên lối tầm mai ngoài cổng. Cha hỡi cha ơi, trong cuộc đời nhiều lúc vắng cha, con ngậm ngùi và thấy bâng khuâng nhớ thương ngập con lòng. Nghi thức dập mạch của giáo hội sắp được cử hành, gợi lại cho mỗi người một tâm trạng. Nhưng đối với người thân yêu, đối với người bạn đời trăm năm, với các con, các cháu, mỗi người đều bồi hồi nghĩ lại hình ảnh ông Đăng Minh. Mới ngày nào còn đang là sự hài hước, là sự thân mật với quý vị, là trụ cột của gia đình, là người gia trưởng gánh vác giang sơn của gia đình. Bỗng chốc sự chết đã cướp đi, để lại nỗi đau thương mất mát vô hạn và không có gì bù đắp được. Giờ phút thiêng liêng nhất, đáng nhớ nhất, bởi vì những hình ảnh của người thân yêu của ông Đa Minh vĩnh viễn không còn nữa, tất cả chỉ là ký ức. Nhưng đối với đức tin người công giáo, mẹ giáo hội, mẹ của tình yêu, giờ đây sự chết của ông Đa Minh là sự biến đổi để ông với hành trình đức tin tiến về ngôi nhà mà Chúa dành sẵn cho những người biết lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Và giờ phút thiêng liêng nhất, xin mỗi người cùng hiệp thông trong nghi thức dập mạch. Xin mời ông quản. Xin mọi người cùng được cùng ông thương Chúa của công nghiệp và làm nghi thức dập mạch cho ông Đa Minh. Nhân đây cha và con và thánh thần, amen. Xin mời bà Thiên Chúa xuống đây làm người chịu nan chịu chết mà chuộc tội cho
truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hồng phúc đời đời. Vì Chúa là đấng thiên tâm và lòng thành vô cùng đã phán ưa sự ấy, chẳng có lẽ nào giải được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự. Vì Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Đấy vì Chúa tôi ân oán như trong một giấc mơ.
Chúa Kitô, Đấng đã cam lòng gánh chịu bao đau khổ của ta và tha thiết cầu xin. Này Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Chúng con cảm thấy mình bất lực khi phải đương đầu với màu nhiệm sự trên. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Đừng chưa cần chia ly tăng tóc này. Chúng con lại xin Chúa yên đuổi chúng con trong giây phút bàng hoàng, đau thương và bối rối này. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Ước gì chúng con nhớ mãi hình ảnh ông Đa Minh và hy vọng chắc sẽ gặp lại nhau trong nhà cha muôn đời. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha chỉ đến đi Cha để ẩn dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ra trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, đã đến lúc linh hồn anh em chúng ta đây từ giã căn nhà này có lại bao người thân đang đau khổ. Xin cho chúng con nhớ mãi hình ảnh thân thương chiều mến của linh hồn Đa Minh. Xin đừng để chúng con phải ngập nắng vuốt cay như người bị mất mát và nối tiếp những chuyện không đâu. Nhưng xin cho chúng con tràn trề hy vọng sẽ được vào nước trời mà nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Đa Minh được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Đa Minh. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thấm nhận lời con kêu vang. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa châm tội nào ai đổi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa ban ưa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì đời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa. Nhưng kẻ làm dân Đức Chúa trời đêm ngày hãy trông cậy người cho nên. Vì người đất nhân lành hãy thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân người thay thái, lạy Chúa xin ban cho linh hồn Đa Minh được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn Đa Minh cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con đợi nghỉ danh Chúa nhân từ cho linh hồn Đa Minh được lên chốn nghỉ ngơi. Thần xem thấy mặt đứng Chúa trời sáng lắm vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy mẹ xin yên what?
chúng con trong gọi đó thánh đức mẹ Chúa Trời, xin Chúa Trời chưa có lời chúng con nguyện trong cơ gian an thiếu thốn đức nữ đồng trên hiển bên sáng ra hằng chờ chúng con đã hoàn mọi sự. Amen. Lên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa quý vị, mặc dù ông Nga Minh vội vã ra đi không một lời trăng chối và cũng chẳng một lời từ biệt, nhưng chúng ta hy vọng và tin tưởng rằng ông Đa Minh đang dõi theo những tình cảm yêu thương mà quý vị đã, đang và sẽ còn mãi mãi dành cho ông. Trong tâm tình ấy, xin trân trọng kính mời vị đại diện cho gia tăng phát biểu cảm ơn. Xin kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các ông bà thông gia, anh em khu xóm đồn ngoan xa gần cùng toàn thể các quý vị thân nhân của gia đình. Ông Đa Minh, chú em chúng tôi đã mắc phải một căn bệnh quá hiểm nghèo và đã đột ngột từ giã ngôi nhà thân thương nơi trần thế. Sự ra đi của ông đã để lại cho thính và các cháu cũng như tăng kiến chúng tôi một nỗi buồn thương nhớ vô hạn. Và vừa rồi, các cụ con các bà đã trở về gia đình tăng gia chúng tôi tham dự nghi thức dập mạch cho ông Đa Minh em chúng tôi. Đồng thời từ sáng đến giờ cũng đã giúp đỡ gia đình một số những công việc cần thiết để chiều nay và sáng mai còn một số những công việc như thăm viếng và lễ tín đưa ông ra nơi nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà. Và trưa hôm nay gia đình thím và các cháu cũng có sửa mâm cơm thân thiện. Con xin kính mời quý cô ông bà cùng toàn thể các quý vị nán lại gia đình để dùng bữa và tiếp tục giúp đỡ những công việc còn lại để lấy tiến đưa ông ra đây nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà vào ngày mai diễn ra một cách tốt đẹp. Tôi xin chân thành cảm ơn và ông xin thông báo địa điểm tiếp đón các ông các bà tại nhà anh Tuấn. Con xin cảm ơn. Trong hạnh phúc biết mấy ngọt ngào khúc hát tri ân, nguyện cầu Chúa xuống muôn ân giúp cha mẹ con tháng ngày an hòa. Tựa ngọn nến cháy tiêu hao một đời vất vả gian lao, nhắc trong lòng con nghĩa nặng tình mẹ cha. Tiếng hát ru con vào đời, đêm đêm mẹ thao thức uốn nắng cho con thành người, mối tình phụ tử khôn vơi. Rồi khi con lớn khôn trùng dương vô cánh bay, tấm lòng mẹ cha luôn mãi soi bước. Ngọt ngào khúc hát tri ân, nguyện cầu Chúa xuống muôn ân giúp cha mẹ con tháng ngày an hòa. Tựa ngọn nến cháy tiêu hao một đời vẫn vã gian lao, nhắc trong lòng con nghĩa nặng tình mẹ cha.
dòng đời con nghe lòng phơi phới thấm thoáng hương hoa gọi mời ngân trời hạnh phúc lên ngôi. Rồi mùa xuân sẽ qua và mùa đông bước sang tấm lòng mẹ cha như những bóng ma ngọt ngào khúc hát tri ân nguyện cầu Chúa xuống muôn ân giữ cho mẹ con tháng ngày an lành đường mòn nên cháy tiêu hao một đời vất vả gian lao nhắm trong lòng con nghĩa nặng tình mẹ cha ngọt ngào khúc hát tri ân nguyện cầu Chúa xuống muôn ân dưỡng cha mẹ con tháng ngày an hòa đường ngọn đến cháy tiêu hao một đời vất vả gian lao nhắc trong lòng con nghĩa nặng tình mẹ cha nhắc trong lòng con nghĩa nặng tình mẹ cha. Thank you.
tượng Ngài có còn hiện diện ở đây. Ngày hôm nay trong mọi nhiệm tập thánh thông công đã hồ cho chúng ta được hiệp thông với các linh hồn nơi luyện tổ để chúng ta cầu nguyện dâng những phần phúc của chúng ta cho các ngài. Như vậy hôm nay việc làm của chính cộng đoàn chúng ta đã hiện diện giờ phút này trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết khi chúng ta hiệp dâng thánh lễ này, thánh lễ đưa chân cho người thân yêu của chúng ta về với Chúa. Chớ gì quà thánh lễ của Chúa Giêsu đã đổ ra trên bàn thờ cũng như nhờ công trình cứu độ của Ngài, ông phó đa mệnh của chúng ta được các thiên thần của Chúa đưa về ở thánh nhân Chúa. Trong thân phận thiếu sót của con người, chúng ta hãy hiện dâng thánh lễ này để xin Chúa tha bớt phần phạt cho ông, cũng như Chúa tha thứ những lỗi lầm mà chúng ta đã bất phạm để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con vì chúng con đã sống phạt nên Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Thank you.
Hôm nay anh sẽ được ở
lời hứa của Chúa Giêsu trên thập giá với một con người biết nhìn mình và biết nhìn nhận Chúa đã được Chúa phong thánh ngay khi Chúa chưa kết thúc, chưa hoàn thành công việc cứu chuộc của Chúa, thì Chúa vẫn còn đang ở trần thế, chưa chết và chưa sống lại. Nhưng chính lời hứa đó lại mở ra một niềm hy vọng cho tất cả chúng ta. Và trong bối cảnh của sự ra đi của Phó Đàm Minh, chúng ta cũng nhận ra được đây không ngoài thánh ý của Thiên Chúa. Bởi vì chính Chúa hứa hôm nay chứ không phải ngày mai, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Ngày hôm qua là ngày giáo hội chúng ta mừng các thánh ở trên thiên quốc, không chỉ là những thánh có tên có tuổi đã được kính này ngày kia, mà còn đặc biệt hơn nhấn mạnh tới các thánh vô danh, các thánh trong chính gia đình của chúng ta. Và như vậy chúng ta có thể hiểu được là tại sao ngày hôm qua có nhiều người được trở về với Chúa, Chúa gọi về với Ngài như vậy. Như thế chúng ta khi hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Phó Đạo Minh hôm nay, trong bối cảnh của gia tăng chúng ta, mặc dù có nhiều đau xót, có nhiều giọt lệ, nhưng phần nào chúng ta cũng được an ủi. Trước hết chúng ta được an ủi bởi vì chúng ta nhìn vào trong bài tin mừng hôm nay, mẫu gương của người trộm lành. Anh đã trước hết thú nhận mình là người có tội. Chúng ta phải chịu hình phạt này là đáng quá rồi. Tiếp đến, anh ta nhìn nhận Chúa Giêsu là đấng vô tội, nghĩa là Chúa đã chết thay cho những người có tội. Ông này có làm gì sai trái đâu? Và thứ ba, khi nhìn lên Chúa như vậy, ông đã tin nhận Chúa và kêu xin với Chúa rằng: lạy ông Giêsu, khi nào vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Những lời của ông rất ngắn gọn nhưng cũng toát lên cả hành trình tin nhận Chúa của ông, mặc dù nó chỉ thoáng qua trong một giây lát khi cận kề với cái chết, nhưng qua một giây lát ấy ông đã diễn tả được hành trình niềm tin của mình. Trước hết phải nhìn nhận mỗi con người của mình, con người chúng ta là con người có tội, trước mặt Chúa không ai là vô tội ngoại trừ Đức Mẹ Maria. Rồi tiếp đến, ông đã nhìn nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế, cho nên ông phải thưa với Chúa: khi nào về nước của Ngài, xin thương xót con. Kính thưa cộng đoàn, những lời ngắn ngủi của vị thánh đầu tiên ấy cũng là những điều Chúa cũng đang qua cuộc đời của ông Phó Đạo Minh để nói lại cho chúng ta, những người trong gia đình, trong dòng tộc họ hàng và những người đang hiện diện ở nơi này. Chúng ta tiếp tục hiện dâng lễ để cầu nguyện cho ông, để cũng như Chúa nói với vị thánh đầu tiên xưa kia, Chúa nói với ông Phó Đạo Minh, và sau này chúng ta cũng được Chúa nói với chúng ta: hôm nay anh sẽ được ở với tôi. Kính mời cộng đoàn chúng ta lên phần cầu nguyện. Anh chị em thân mến, Đức Kitô là sự sống lại và là sự sống. Ai tin người thì dù có chết cũng sẽ được sống, và ai sống mà tin người thì sẽ không phải chết bao giờ. Tin tưởng vào tình thương và lời Chúa hứa, chúng ta cùng tha thiết dâng lời xin. Hội thánh có sức mạnh đau giảm và làm chứng cho Chúa Kitô phổ sinh, đồng thời loan báo niềm hy vọng sống lại của mọi người vào ngày tận. Chúng ta hùng hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong hội thánh luôn chu toàn dư mang lấy bằng đời sống hy sinh phóng và tin yêu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhờ công việc Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá và sống lại vinh quang, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người biết hết lòng kính Chúa.
chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa thương thứ tha mọi lỗi lầm cho linh hồn ông có đa mênh để xem được về hương vinh phúc với Chúa trên quê trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tất cả những ai tin vào người con thì được sống muôn đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta thêm vững mạnh vào tin Chúa và luôn trung thành mến đôi Đức Chúa đến cùng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, trong ngày lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời hôm nay, chúng con dâng lên Chúa lời nguyện xin cho ông Phó Đa Minh, xin Chúa thương tha thứ lỗi lầm của ông và ban cho ông được hưởng thánh nhan Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện đồng mình chịu khổ hình người cầu
toàn lấy quanh ta ơn bề ra và cho các môn đệ mà nói tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn vì này là mình thầy sẽ bị đổ vì các con. Cùng một thế thức ấy sau bữa ăn tối người cầm lê trên cũng ta ơn trao cho các môn đệ mà nói tất cả các con hãy nhận lấy mà uống vì này là trên máu thầy mua dâu quê và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là một niềm tự tin. Con nguyện danh cha tại sao, lời cha vì nên đi.
Thank you.
nghiệp cho con xin kính mời cha có đôi lời chia sẻ với gia đình. Kính thưa gia đình Tam Tuyên, sư đã đi lâu rồi của ông phó đạo sư, người thân yêu của chúng ta một mình thường xuyên vô hạn, và có lẽ cho đến giờ phút này chúng ta vẫn chưa hiểu được sự gì đang xảy ra. Nhưng quả thực sự chết là một màu nhiệm, màu nhiệm đó đã được chính Chúa Giêsu trải qua để lý giải cho chúng ta về ý nghĩa của sự chết. Như vậy sự chết không phải là kết thúc một cuộc đời, sự chết không phải là hết, nhưng sự chết lại mở ra cho chúng ta một sự sống mới. Và giờ ra đi một cách đột ngột của ông phó Đa Vinh là giờ sinh thì, là giờ sinh ra để về với Chúa. Đó là niềm tin của những người công giáo chúng ta. Tuy nhiên về thân phận con người, chúng ta vẫn bùi ngùi thương xót. Giờ đây với niềm cảm thông, cảm thương và cảm mến, cộng đoàn chúng ta đang hiện diện với gia đình trong nghi thức phát tang. Để qua dấu chỉ thiết phát tang này, chúng ta nhớ đến người thân yêu của chúng ta, và đó cũng là hành trang cho chúng ta vào hạnh phúc sau này, bởi chính chúng ta cũng đang được mang trên vai chiếc khăn trắng trong ngày chúng ta được sinh ra làm con cái Chúa khiến đã nhận kỳ tích thánh thần. Giờ đây xin mời cộng đoàn chúng ta cùng bước vào nghi thức phát tang làm phép tang. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thân viếng hồn con, ban xuống cho con tâm thân chân chứa, cho rồi cho Đấng Hồi Thánh Đường. Nguyện xin Chúa Chúng ta từng trong đời người
và đã được người thương cứu độ. Chính người là Đức Chúa chúng ta đời trong. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được người cứu độ. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Kính thưa các đoàn hiện diện, đặc biệt xin kính thưa Tăng Quyến, tất cả chúng ta đang hiện diện ở đây để cùng chia sẻ nỗi đau đớn mất mát của Tăng gia. Tuy nhiên, sự mất mát ấy trong niềm tin tưởng vào Chúa, đặc biệt qua lời Chúa chúng ta vừa được lắng nghe, thì chúng ta đang trong nghi thức làm phép tang và pháp tang. Chính chiếc khăn tang là dấu chỉ cho chúng ta biểu lộ niềm tin, niềm hy vọng. Chiếc khăn tang ấy, chính Chúa Giêsu cũng đã phải mặc vào khi người chịu để cho người ta liệm mình ở trong mộ. Người thân yêu của chúng ta đang nằm bất động nơi đây, một đời đã sống trong sự yêu thương, từ bỏ và đã chết cho thế gian, thì cũng sẽ được nên giống Đức Kitô để cũng được hưởng niềm vui khi được vào tham dự bữa tiệc trên thiên quốc. Nơi bữa tiệc ấy sẽ không còn tăng tóc, không còn đau khổ nữa, nhưng tất cả đều được hưởng hạnh phúc vinh quang với Chúa. Trong tâm tình ấy, giờ đây chúng ta xin Chúa làm phép tang phục để cho mỗi người thân yêu chúng ta mang trên như một dấu chỉ để nhớ đến người qua cố. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha, tang phục màu trắng này đối với truyền thống dân tộc Việt Nam chúng con còn là màu tang tê, đau thương, ly biệt, nói lên sự đau đớn tột cùng của kẻ ở người đi. Nhưng nếu mấy người tin vào Đức Kitô tự nắng và phục sinh, thì màu trắng cũng là màu tinh tuyền, trong trắng, thanh sạch, vinh cứu, gợi nhớ cho chúng con chiếc áo mới mà chúng con đã lãnh nhận trong ngày chịu phép rửa tội, để trở thành con người mới, trở thành chi thể trong nhiệm thể Chúa Kitô. Luôn tin cậy Cha và phó thác cả cuộc đời chúng con cho Cha. Xin cho tăng quyến khi mặc màu tăng phục trắng này luôn biết quy hướng về Cha, biết nhận biết Cha là lẽ sống, là gia nghiệp, biết sống trong sạch, tinh tuyền và luôn sẵn sàng canh thức chờ giờ Chúa đến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận đời con. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chấp tội nào ai lỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, con cậy vì lời hứa ấy. Trong cây người cho liền, vì người đất nhẫn nhằn hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn ta minh được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn ta minh cho khỏi tù và được nghỉ yên. Chúng con cây vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn ta minh được lên chốn nghỉ ngơi. Xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lang vui về vô cùng. Amen. Chúng con trong bảy thất thanh như mẹ Chúa Trời xin chứa chế con lời chúng con nguyện công cương gian án thiếu thôn sức nữ đồng trên hiển linh sáng lang. Xin chúng con trong toàn mọi
Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Trong kính cha Paulo quê hương kính mến, kính thưa các cụ, các quý vị đại biểu, sự hiện diện của cha quê hương cùng quý cụ ông bà trong buổi chiều hôm nay tại phòng tang đây đã là nguồn động viên an ủi lớn cho gia đình, để cho bà phó cùng con cháu và đôi bên nội ngoại vơi đi được phần nào nỗi nhớ thương bởi sự ra đi quá vội vàng của ông phó Đà Minh. Và với ông vừa được hưởng nhờ giờ cầu nguyện hiệp nhất sốt sắng từ nơi quý cha cùng quý cụ ông bà dân minh Thiên Chúa với những lời cầu nguyện thiết tha, chắc chắn Chúa sẽ động lòng thương và sớm đón ông về được tôn nhan Thánh Chúa. Bây giờ đây để tỏ lòng biết ơn nơi cha quê hương cùng quý cụ ông bà, ta lấy cho con xin được giới thiệu vị đại biểu đại diện cho tang viếng có đôi lời cảm tạ. Trong kính cha Paulo, thân nhân của gia đình tăng gia chúng con, kính thưa các cụ, các ông, các bà, con mở thông gia, anh em cùng xóm đồn ngoại xa gần cùng toàn thể các quý vị thân thân nhân của gia đình, thưa các nóc các ngành, ông phó Đa Minh Giang chúng con đã mắc phải một căn bệnh quá hiểm nghèo và đã đột ngột từ giã ngôi nhà thân thương nơi trần thế. Sự ra đi của ông đã để lại cho bà phó cũng như các con các cháu cùng tang quyến chúng con một sự đau buồn thương nhớ. Khi nhận được tin báo buồn của tăng gia chúng con, cha Paulo cũng đã trở về thánh đường giáo xứ và vừa qua đã trưng thánh lễ tiễn đưa chân ông. Và các cụ công các bà cũng đã trở về thánh đường của giáo xứ hợp ý cùng với cha Paulo tham dự thánh lễ cầu nguyện cách tiên cho ông. Đặc biệt giờ này đây, cha Paulo đã trở về gia đình tăng gia chúng con tổ chức giờ cầu nguyện làm phép tang cho gia đình tăng gia chúng con nữa. Con thay lời cho bà phó cũng như các con các cháu cùng đồng tăng quyến chúng con xin được gửi tới cha Paulo lời cảm tạ và tri ân. Con xin gửi lời đồng cảm tạ tới tất cả các cụ công các bà cùng toàn thể các quý vị đã hợp ý cùng với cha Paulo tổ chức giờ cầu nguyện trong con Đa Minh nhan chúng con. Giờ này đây một lần nữa con xin được cảm ơn cha Paulo, cảm ơn các cụ công các bà. Chúng con xin kính mời cha trở về phòng khách mời nước. Và giờ này ban tang lễ của gia đình xin được kính mời ông trưởng ban văn hóa xã sẽ trở về phòng tang để khai mạc chương trình lễ tang của ông phó Đa Minh. Kính thưa công minh ông Trịnh Văn Phong, kính thưa các vị đại biểu quý khách, thưa toàn thể nhân dân, thưa Trịnh tộc nội thân mai ngoại tộc, thưa các quý họ quý đoàn, thưa gia đình tăng quyến, giữa lúc cán bộ và nhân dân địa phương đang tập trung bắt tay thực hiện các nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội năm 2022, sáng ngày hôm nay, ngày 2 tháng 11 năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Kiên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trong xã, cán bộ và nhân dân xóm 3 cùng nhân dân địa phương nhận được tin báo buồn của gia đình. Ông Trịnh Văn Phong, sinh năm 1963, ở xóm 3, xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Ông lâm bệnh từ trần vào hồi 7 giờ 45 phút ngày 1 tháng 11 năm 2022. Vĩnh biệt mọi người, ông về cùng tiên tổ. Ông hưởng thọ 60 tuổi. Nhận được đơn báo tử của gia đình, chính quyền địa phương đã thông báo tới nhân dân trong xã biết tin. Đoàn đại biểu của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trong xã đã về cùng cán bộ cơ sở xóm 3 tới gia đình thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình. Đoàn cùng Hà Nội, Hà Ngoại họp bàn thống nhất chương trình lễ tang, thành lập ban lễ tang gồm 5 thành viên: bà Bùi Thị Nhâm, xóm trưởng xóm 3, trưởng ban; ông Trịnh Công Ánh, đại diện nội tộc, phó ban thường trực; ông Nguyễn Văn Tấn, công chức văn hóa xã, phó ban; ông Trịnh Minh Huệ, trưởng ban công tác mặt trận xóm 3, ủy viên; ông Mai Văn Tùy, đại diện ngoại tộc, ủy viên. Ban lễ tang thành lập chương trình tổ chức lễ tang, các nghi lễ tôn giáo đối với người đã khuất giờ này đã được tổ chức hoàn tất. Ban tổ chức lễ tang cùng trong họ và gia đình tổ chức tiếp đón các đoàn đại biểu tới thăm hỏi kính viếng theo đúng quy ước văn hóa, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương. Kính thưa các vị đại biểu,
thưa toàn thể nhân dân, ông Trịnh Văn Phong sinh trưởng trong một gia đình nông dân lương thiện. Ông được cha mẹ nuôi nấng tới tuổi trưởng thành. Ông xây dựng gia đình với bà nhà. Ông bà tích cực lao động sản xuất, làm ra của cải vật chất, xây dựng kinh tế gia đình, nuôi dạy các con ăn học. Ông đã đóng góp tròn một phần công dân với nhà nước và địa phương. Ông tham gia là hội viên các đoàn thể trong xóm. Ông sống vui vẻ nhiệt tình cùng nhân dân trong xóm. Đến hôm nay, do ông mắc phải căn bệnh nặng, ông đã sống theo về cùng tiên tổ, để lại nỗi đau thương cho gia đình. Xóm làng đoàn thể xã hội mất đi một công dân, một hội viên tốt. Chúng tôi, ban tổ chức lễ tang, cán bộ và nhân dân xóm ba cùng trong họ và gia đình tổ chức lễ tang ông trang trọng. Ông về yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng, yên giấc ngàn thu, được yên lòng. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin kính báo chương trình lễ tang. Từ 15 giờ đến 22 giờ ngày hôm nay, ban lễ tang cùng gia đình tiếp đón các đoàn đại biểu tới thăm hỏi kính viếng. Từ 22 giờ đến sáng hôm sau, con cháu cung phụng linh cữu. Ngày mai, từ 7 giờ đến 7 giờ 30, các đoàn thể còn lại tổ chức lễ viếng. Sau đoàn, là đoàn đại biểu thay mặt các vị đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trong xã, cán bộ và nhân dân xóm ba tổ chức lễ viếng và cùng gia đình tiến đưa ông Phong về nơi yên nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang nhân dân quê nhà. Sau đây, lễ tang ông Trịnh Văn Phong được trọng thể cử hành. Cả đây xin kính mời hai vị đại biểu đại diện của đôi bên nội ngoại sẽ lên để trao phát phần khăn cho anh em con cháu. Xin kính mời hai vị đại biểu. Xin mời đại diện các con cụ già và phụ huynh.
Tiếp theo xin mời đại diện các con phụ hòa để nhận lời tham mục. Xin mời đại diện các con cụ ban để nhận lời tham mục. Xin mời đại diện các con cụ tịch để nhận lời tham mục. Xin mời đại diện vô tổng ông Dương Phó 18 để nhận lời tham mục. Xin mời đại diện các con phụ công để nhận phần tam bổ. Xin mời đại diện các con phụ cơ để nhận phần tam bổ. Xin mời đại diện các con phụ khiêng. Xin mời đại diện các con phụ phẩm lên nhận phần tam bổ. Xin mời đại diện các con phụ rư lên nhận phần tam bổ. Xin mời đại diện các con phụ quý lên nhận phần tam bổ. Xin mời đại diện gia đình và gia để nhận phần tam bổ. Tiếp theo xin mời đại diện gia đình bà Khuyến để nhận phần tam bổ. Xin mời đại diện gia đình ông bà Tu để nhận phần tam bổ. Xin mời đại diện gia đình ông bà Tu. Tiếp theo xin mời đại diện các con cụ Trí để nhận phần tam bổ. Xin mời đại diện các con cụ Tư để nhận phần tam bổ. Tiếp theo xin mời đại diện các con cụ Tư để nhận phần tam bổ. Xin mời đại diện các con cụ Linh để nhận phần tam bổ. Kính thưa các cụ, các vị đại biểu, giờ cầu nguyện và nghi thức trao phát khăn gói cho anh em con cháu tới đây để được bàn đất ấy bàn thờ Thiên Chúa. Xin kính mời các vị đại biểu để được gia đình sở cận trong chúng ta tiên đưa linh cứu của ông tới bàn thờ Thiên Chúa. Trần Phong thấy giá gia đình xin nhờ ông kiểm quy, đến cao xin nhờ ông khoan bỏ ánh, đổi chiêng lớn xin mời ông tránh. Mang bát hương là cháu Khanh, mang di ảnh của ông Phó là cháu Vũ, khách liên cứu của ông Phó và Nam Minh có anh Doanh, anh xin mong mời các ông các bác anh chúng ta sẽ thành lập bạn. Xin mời hai vị đại biểu sẽ cùng xin thông thơ và sau ba buổi xin thông thơ, xin mời ban thân nhạc của quý thứ công nhân sẽ ban buổi nhạc để các tiến đưa ông ra.
bên chân bàn thờ Thiên Chúa. Để mời đó sẽ là tiền thờ thánh và các tờ cầu nguyện của các quý họ, quý đoàn có liên quan. Sẽ lần lượt trở về đây để nhân thời cầu nguyện cho ông trong buổi chiều tối hôm nay. Và đặt nguyện vọng giờ này, xin là kính cầu các cô, các ông, các bà, các quý vị đại biểu, các đoàn nhân dân nhân dân quý khách tham dự. Để cho gia đình có được điều kiện tổ chức chương trình lễ tang cho ông. Và đặc biệt trong giờ này, tôi lên nội ngoại lại thành tập đoàn về chức phòng tang để chia sẻ với đau thương vô hạn với bà phó cùng con cháu trong gia đình, đồng thời tổ chức chương trình lễ viếng và cầu nguyện cho phó gia đình. Mở đầu chương trình lễ viếng của đôi bên dòng họ, xin mời hai vị đại biểu đại diện của đôi bên dòng họ nổ ba hồi chiêng trống khai mạc chương trình lễ viếng và cầu nguyện cho ông. Xin mời hai vị đại biểu đại diện cho đôi bên nội ngoại dâng hương đến lễ chức tôn nhan Thiên Chúa và kính viếng ông phó đại diện. Cha và con Amen.
Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này. Chúa ban có lòng anh có
Dựa vào lời Chúa, chúng ta hãy sốt sắng dâng lên
Thiên Chúa những ước nguyện sau đây. Lạy Chúa, ông Đa Minh khi còn sống ở trần gian đã trung thành gắn bó với bạn mình trong tình yêu phù phù. Nay Chúa đã gọi ông Đa Minh về cùng Chúa, cúi xin Chúa rộng lòng tha thứ cho kẻ đã qua đời và ân cần chăm sóc người còn lại để mai ngày họ cùng nhau hướng tình yêu vinh cửu của Chúa. Giờ đây để tỏ lòng biết ơn nơi trong đoàn, bà thánh lễ xin được thay lời cho bà phó cùng con cháu trong gia đình cảm ơn tất cả các ông, các bà, các đại biểu và xin mời các ông, các bà, các đại biểu về bên phòng khách để mời nước tiếp tục giúp đỡ cho gia đình những công việc cần thiết trong chương trình lễ tang của ông Đa Minh. Xin được kính mời.